Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh về những cây kiểng và những cái cây lau thơm trong cái vườn nhà nhé. Đây là cái cây kiểng các bạn, trong đây cái chậu sứ, cái chậu sứ này cái màu bông nó cũng rất là đẹp các bạn. Các bạn thấy cái bông, cái gốc nó cũng khá to các bạn. Cái gốc, cái cây sứ này cũng được trồng khá lâu rồi các bạn. Cái gốc nó, cái hình dáng gốc cũng khá là đẹp và cũng trồng lâu rồi các bạn ơi. Thì cái bông đó các bạn, trong cái khu vườn hiện bây giờ là cái bông màu bông sứ này là cái điểm nhấn cho cái khu vườn các bạn. Những cái cây kia đó, qua nó đã phai, qua Tết là nó cũng phai nhạt phai hết, còn riêng cái chậu sứ này các bạn, nó còn cái màu rất là đẹp, rất là tươi. Đây là điểm nhấn của khu vườn nè các bạn. Rồi xung quanh đây các bạn thấy có cây, cây này là cây kiểm nè các bạn, cây sát bên đây là gọi cây ngũ giá bì các bạn. Khi trong mình trồng xung quanh nhà nó hạn chế khắc phục được những cái con côn trùng nó không dám đến ở, do cái lá cái cây ngũ gia bì nó tiết ra cái như cái tinh dầu, những cái chất nó xua đuổi các cái côn trùng, cái muỗi rồi các bạn, nó không dám đến. Rồi cái màu bông sứ này các bạn thấy nó rất là tươi, màu rất là đẹp. Mùa xuân đã lui dần nhưng mà cái màu bông sứ này nó vẫn còn tươi các bạn, tạo cho một cái điểm nhấn giữa cái chuyển giao giữa cái mùa xuân dần dần chuyển sang cái mùa hè các bạn, xuân chuyển sang hạ. Rồi mình chia sẻ các bạn tiếp là những cái chậu bên đây là chậu này mai, cây mai này mai mai tứ quý rồi các bạn. Bây giờ nó đã không còn những cái bông tươi nữa các bạn, nó đã tàn, phai tàn à. Trên đây cũng còn chỉ còn lại những cái lá khẳng khiu, những cái cành khẳng khiu và những cái lá đang chờ mưa, chờ bắt vào cái mùa mưa, cái bông màu đỏ rồi các bạn. Bông trên này có cái bông bông màu đỏ. Rồi xung quanh đây là các bạn thấy chậu này là cải trời các bạn, cải này ăn sống hoặc nấu canh đều được. Cải này ăn sống, ăn với chấm với cá kho hoặc nấu canh ăn cũng đều tốt. Rồi trong cái chậu này sát bên này có hành, sát bên này có cái bụi hành các bạn, ở đầu niêm, canh chua, kho cá có hành tiêu, có bụi hành hương. Rồi trong chậu sát bên này có rau tần ô các bạn, sát bên chậu này là có rau tần ô, bụi rau tần ô trong chậu luôn các bạn. Này là nấu canh chua, cái mùi thơm cũng rất là dễ chịu. Nấu canh này ăn giải nhiệt vào những cái buổi trưa nóng các bạn. Rồi các bạn thấy trong cái chậu dưới gốc mai này là có leo càng cua nè các bạn, leo càng cua nè các bạn. Bóp giấm với tiêu rồi ăn rất là khoái khẩu, chấm với cá kho. Rồi đó là tần ô, mùa này nó cũng không được xanh tươi cho lắm. Rồi dưới đây các bạn thấy nè, cái này là lau ngò gai các bạn, cái lá ngò gai này, lá này nó già thì nó nhọn như thế này, còn lá non trong này nè các bạn, dùng để ăn phở, món phở thì không thể thiếu ngò gai các bạn, phở bò, phở gà, nói chung là món phở là phải có ngò gai.
cái mùi thơm nó cũng rất là dễ chịu. Mùi ăn phở là phải có những cái gia vị có ngò gai, có lau thơm, có ráo quế rồi mà các bạn. Thì bên đây cũng có cái bụi ráo quế nè các bạn ơi. Nấu canh chua hoặc ăn phở là phải có những cái này ráo quế nè các bạn. Bụi này là bụi quế, mùi thơm dễ chịu các bạn. Nấu canh chua là nêm, nêm nếm là phải có cái vị rau nè. Sát bên đây là có những cái bụi hành, hành này là hành hương nè các bạn, hành hương. Những cái bụi sát bên đây nữa là cái bụi sâm, sâm này nấu canh các bạn. Này nó giống giống như mùng tơi, cái lá nó nấu canh nó giống mùng tơi các bạn, nó hơi nhân nhớt. Nấu canh canh leo tập tàn này. Bụi hành này nấu canh chua rồi nêm nếm rồi các bạn. Bên đây là lá quế. Tất cả những cái phần những cái rau này được trồng trong chậu cây nhà lá dừa các bạn. Thì có nêm nếm gì rồi mình ra đây mình sẽ hái vào, khỏi có mất công mua. Thì thực tế những cái loại rau này hiện nay là ở ngoài chợ rồi bán, cũng nhiều lúc mình cũng cái chỗ thuốc từ sâu mình cũng khó có phân biệt được rau sạch và rau mà có cái hàm lượng, có dư lượng thuốc trừ sâu, rất là khó phân biệt các bạn. Ở trong chậu này có cái bông 10 giờ, cái bông 10 giờ, 10 giờ rồi các bạn. 10 giờ là giờ này là buổi chiều mà nó cũng còn trổ luôn các bạn ơi. Thường là bông này là đúng 10 giờ nó trổ, rồi sau đó nó sẽ tàn từ từ các bạn. Có bài hát qua 10 giờ, qua 10 giờ, đây là qua 10 giờ các bạn. Bây giờ nó cũng còn trổ mà nó đang sắp tàn, đang sắp tàn rồi các bạn. Rồi bên đây là rau, cái khu này là ưu tiên cho các cái loại rau mà chủ yếu nấu canh chua, rau thơm nhiều các bạn. Chủ yếu là ưu tiên cho rau thơm. Rồi bên đây có bụi bạc hà nè các bạn, bạc hà nấu canh chua. Cái bụi này bụi bạc hà, bạc hà dùng để nấu canh chua đây các bạn thấy. Bạc hà đây, nấu canh chua có cái bạc hà vô thì nồi canh nó sẽ thơm ngon. Bạc hà, bông xoa đũa, rồi lá quế, rồi ngò gai, lá quế nè, những cái bụi lá quế này các bạn. Rồi ở đây có cái bụi, bụi này bụi me đất này các bạn, này gọi là me đất, nó chua, nó có vị chua chua và hơi chát chát các bạn. Me đất này là trị viêm họng. Các bạn nếu mà nói nhiều với ngày như là giáo viên hay là nghệ sĩ đó, nói nhiều thì chúng ta ngậm cái me đất này vào nó thông, nó thông cổ các bạn. Này nó trị viêm họng khá tốt, nó chua chua, thông cổ hay lắm các bạn. Đây là cây me đất, các bạn thấy me đất này các bạn, nó chua, có vị chua và nó lên cái thân nhỏ nhỏ nha các bạn thấy không? Nó chua chua chát chát. Rồi đó là me đất. Các bạn thấy trong cái khu này có rất là nhiều cái loại rau cây nhà lá vườn, nhưng mà ưu tiên số 1 là những cái loại rau thơm dùng để nấu canh, đặc biệt là nấu canh chua. Các bạn thấy đây là những cái bụi hành, hành hương, hành hương kho cá đó, tiêu rồi có hành, có hành cho các bạn. Đây, bụi hành này, đây là kho cá tiêu rồi có hành. Rồi trong đây hoàn toàn là được trồng ở trong các cái chậu này các bạn, trong chậu, dùng để trong chậu hết.
Nhà cô cái bụi ớt các bạn. Ớt này nó mới ra cái nụ chưa có trái mà này. Có những cái nụ ớt này ớt trái nhỏ như ớt hiểm đó các bạn. Ớt hiểm. Đây. Những cái bụi rau này được trồng trong chậu các bạn. Mình chăm sóc trong chậu thì nó dễ dàng hơn trồng lan ở ngoài đất. Rồi mình trở lại cái chỗ cây sứ các bạn, di chuyển mình trở lại cái cây sứ hay cây cải trời các bạn. Cải trời gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay các bạn. Cây cải trời đây. Rồi, chỗ bông sứ này là cái điểm nhấn của khu vườn này các bạn. Cái màu nhìn vô là thấy cái màu rất đẹp của cái bông sứ này. Ở đây là xem như cái điểm nhấn của khu vườn, mình thấy bông nó trổ rất đẹp, cái màu đẹp. Toàn bộ những cái cây nhà lá vườn này được trồng trong các cái chậu kiểng, được trồng trong các chậu mà rau càng cua có bài hát về rau càng cua các bạn. Rồi các bạn thấy đó là những cái chia sẻ mình nghĩ cũng đầy thú vị. Các bạn thấy xem để thấy thích thú, thấy thú vị hãy đăng ký và ủng hộ kênh mình. Chúc tất cả mọi người tràn đầy niềm vui và tràn đầy niềm vui dồi dào sức khỏe. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Xin chào tạm biệt nha.